Trước hết thì chúng ta phải coi có phước mặc sức mà ăn như thế nào. Phước là cái gì? Thì thường thường Phật tử chúng ta cứ có quan niệm là cầu phước làm phước. Nhưng mà cầu phước làm phước có nghĩa là chúng ta đi chùa rồi cho người nghèo, thì đó là cách làm phước của mình. Tuy nhiên nó không có nghĩa xác thực theo ý của ông bà chúng ta là bị làm phước mà đi xuống chùa để rồi có phước, thì hình như là chúng ta bỏ cái nhỏ để mà tham cầu cái gì lớn hơn. Thì cái đó đâu phải là phước. Hoặc là cho cái người nghèo, người khổ để rồi mình có phước hơn, thì cũng không có nghĩa là làm phước. Bởi vì chúng ta hình như có vẻ tưởng tượng ở trong vấn đề làm việc tốt lắm. Mà thầy nghĩ rằng ông bà chúng ta dạy có phước mặc sức mà ăn, có nghĩa là chúng ta làm tất cả những gì trong cuộc sống này bằng những cái hành động thiết thực, cụ thể và tích cực. Như vậy cái phước có thể làm ở tất cả mọi nơi và làm tất cả mọi việc, chứ không phải là chỉ bố thí cúng dường. Mà cái phước là cái cách sống tích cực của chúng ta. Bởi vì khi mà chúng ta sống tích cực thì chúng ta chắc chắn sẽ được hồi đáp bởi cái sự tích cực của chúng ta. Mà ngoài ra nó còn có cái sự dư thừa, cho nên gọi là mặc sức mà quý vị có đồng ý không? Có ai có đi làm không? Mà làm siêng nữa, làm giỏi nữa, làm nhiệt tình nữa, mà làm thật thà nữa, thì cái công ăn việc làm chúng ta có phát triển không? Rồi có dư không? Ăn có hết không? Đúng không? Cho nên đó, chúng ta phải hiểu được cái cách nhân bản. Nhân bản là gì? Là những cái cơ bản của con người là phải sống tích cực, chứ không phải có đỏ tiêu cực. Làm phước để được, làm phước để có, để được trời ban, thì cái đó là tiêu cực. Tại vì mình như là bỏ cái nhỏ mà lấy cái lớn, bỏ tét bắt tôi. Còn mặt tích cực trong sự sống, đóng góp cho sự sống, để cho sự sống này được hoàn thiện, để cho sự sống được phát triển, để cho mọi người cùng chung hưởng như mình trong cuộc sống, và mình cũng hưởng được cái, hưởng dụng được cái công lao bỏ ra, thì chính là cái làm phước tích cực nhất. Đúng không quý vị? Chứ gì lâu lâu cho cúng chùa một chút, lâu lâu cái cho nữa cái chút, mà muốn giàu muốn sung sướng rồi muốn ăn không hết cái gì mà vui. Còn ngày nào cũng đi làm, ngày nào cũng có lương, ngày nào cũng ăn hết, thì cái đó là đúng rồi. Quý vị thấy không? Tôi dạy đạo không giống như những người khác, thì tôi không có gọi là đưa ra một cái dữ kiện quá tốt để rồi quý vị nhắm vào cái tốt đó rồi quý vị gọi là làm theo để ai được lợi, tôi được lợi chứ ai, đúng không? Cúng chùa với con, cúng thầy với con, phước nhiều lắm con, ai cho vậy? Ở đâu có ra vậy cho? Tôi bản mặt tôi không có cái gì để cho, làm sao thầy cho con cúng cho thầy để con có phước? Bản mặt tôi còn hưởng phước của quý vị, cái gì cúng cho tôi ăn là tôi hưởng phước cái gì nữa? Làm gì có cái chuyện ông thầy cho cái bước, còn Phật thì ông đâu có mua gì mà cho cái bước chứ, gì lạ vậy? Ông Phật nói nhân quả con ơi, hả, làm cái nhân tốt cho quả tốt, mà làm tích cực nhiều cái quả nó có nhiều, chứ không có ông Phật mới cho, mà ông thầy không có cái gì để cho. Quý vị thấy đồng ý không? Cho nên cách dạy đạo của thầy kêu gọi tất cả Phật tử là nghe lời ông bà cha mẹ của mình, sống phải cụ thể, đừng có mơ. Thì thứ hai nữa là phải thực tế một cái, đóng góp vào sự sống cho nó nhiều chút, mà cái công của mình, mà cái sức của mình,
thì rồi cuối cùng rồi mình cũng như ăn như mặc. Đó là sự thật, không có gì con có chối cãi được không? Cho nên ở đây chúng ta có đói không? Có sợ đói không? Không sợ đói. Bởi vì ai cũng là có nhiều người nói sợ ở đây cực quá, ở Việt Nam sướng hơn, tôi đâu biết gì, tôi ngờ tôi ở Việt Nam đúng không? Ở Việt Nam ăn rồi sáng cái tà tà, trưa cái cà phê, chiều cái cà pháo, có cái bia ôm, vậy là sướng. Nhưng mà cái sướng đó cả một cuộc đời lo, không biết ngày mai cái gì có đây, cái gì mà ngày mai mình cái gì đây, ngày mai mất cái gì đây, dân mà chúng ta đây ngày nào cũng đi làm, ngày nào có ăn hết, có cực nhưng mà có ăn rồi có dư, phải không? Cho nên đó là sự thật. Mà nghe lời ông bà chúng ta làm bước tiểu đó thì chúng ta sao đóng góp cho đất nước, cho xã hội, cho loài người, mà cũng là làm tốt cho chúng ta. Thì nhàn tư duy thì bất tiện, ở không thì sinh ra có bất tiện thôi. Còn ngày nào đi làm tối vậy mệt, muốn nhắm điện con mắt còn gì nữa mà bất thiện nữa, thấy chưa? Rồi đó là sự hiểu gì, nhưng mà tích cực thật không? Tích cực là phải làm tốt. Cái được của chúng ta không có bằng, không có lấy bởi cái sự đau khổ gọi là cuồng cực của người khác. Nhớ điều đó nghe, mình sống mình lo, mình gom cái phước gì cho mình á, để là được tiền được của được, nhưng mà làm cho người khác buồn, người khác khổ, người khác sợ, người khác lo, thì đó không phải là phải tích cực là chỗ đó đó. Tích cực của tôi nói là phải tích cực trong cuộc sống, mà cũng phải tích cực ở trong tâm lý, là phải coi là cái hành động của mình, cái việc làm của mình tích cực như vậy để được cái điều kiện ưu thắng cho mình, nhưng mà có làm phiền người ta không, có làm đau khổ người ta không, phải không, có làm lo sợ người ta không, thì nó mới là người biết sống có. Chứ còn ăn chung mặt tướng, phải không, rồi kiếm tiền cho nhiều, nhưng mà tất cả những đồng tiền đó nằm trên cái sự khổ sở người khác thì không có phước. Có phước mà không có phước. Mấy ngày nay không biết lúc này sao lọt vô cũng coi internet, thấy tội nghiệp, tội nghiệp cho hai người, hai hạng người trong xã hội. Cái cảnh mà bị người ta bị dời nhà đi, bị lấy đất đi mà không có cái sự thỏa thuận với một cái thỏa đáng, nghĩa là nói vô cái khu vực này là khu vực quy hoạch để làm khu công nghiệp gì đó, cho nên và giải tán cái khu nhà ở đó để mà di dời đi. Thì cái người bị lấy nhà lấy đất á thì nó không có cân sức, bởi vì nhà người ta ở từ mấy đời ông đời cha, tới đời mình nữa là ba bốn đời rồi, mà khi mà được quạt đền bù á thì nó không xứng đáng cái miếng đất đó. Mà có cái clip tôi coi là trời ơi chưa trả tiền cho tôi mà bữa tôi đi rồi giờ mà lấy đất lấy máy cào để lấy củi đất củi đi rồi mới bốc ai trả được tiền luôn. Tôi biết chuyện đã xong rồi, cho nên những người đã chống đối thì tôi nói rõ ràng cái cách làm đó là cái làm thiếu phước. Bởi vì cái gì nó cũng phải sự thỏa đáng. Bây giờ đó quý vị có nghe cái bài hát không, cái nhà là nhà của ta, ông cố ông cha lập ra, cháu con phải gìn giữ lấy, phải không? Có bài hát đó. Với lại một cái miếng đất đó là cái nơi mà người ta đã sống ra nhiều đời, người ta sanh trưởng ở trên miếng đất đó, thì cái miếng đất đó là một cái nơi chôn nhau cắt rất là một kỷ niệm lớn lao của cả một đại gia đình nhiều thế hệ, đúng không? Cho nên người ta xa cái miếng đất đó, giống như cái chim ở một cái tổ mới bị dời tổ được, những chim nó không đi con cái sự la, không đi con người, đúng không? Cho nên mình phải hiểu được cái đó. Rồi nếu mà bây giờ ở xã hội